you're the night sky, trying to make me see your stars. The dark gets lonely, now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see, when your stars have burnt out. Oh, xin chào các bạn. Ui, không có các bạn. Mừng. Có quá nhiều đã diễn ra trong 3 tuần rồi mình không làm clip, không quay, không đủ cái máy quay này. Nên là các bạn thứ lỗi nếu mình có gì hơi vấp váp một chút. Nhưng hôm nay video này sẽ update cho các bạn tất cả những cái thông tin mà sẽ diễn ra trong tất cả quá trình sắp tới của mình, dù là tập luyện rồi đến mọi thứ. Tin đầu tiên, All the First Life của chúng ta đã launch, và các bạn sẽ vào Instagram của First Life để các bạn có thể order đồ theo những cái hướng dẫn ở trên đấy, rất là tỉ mỉ, chi tiết từng cái một. Còn ở đây các bạn thấy là mình mang tận sang đây. Ui, thề luôn với các bạn là có rất nhiều order của các bạn ở bên Mỹ mà mình đã phải mang đồ tận sang đây. Và thực sự là mình có mang thêm đồ dự trữ, nên là nếu các bạn ở bên Mỹ muốn order và các bạn muốn biết thông tin thế nào để order, vào ngay First Line Instagram nhé. Còn về sizing, hướng dẫn sizing nhé, mình sẽ để ở cuối video để tránh làm phiền mọi người. Những bạn nào mà muốn mua thì đến gần cuối video mình sẽ hướng dẫn cái sizing. Ở đây thì mình có mỗi cái mẫu này, có 4 mẫu đây nhá. Và mỗi mẫu của mình có từ XS này đến S này, đến M này, đến M và đến L, có cả XL nữa. Bạn khác của mình hình như là áo trắng này, S này, quần S luôn. Let's go. First order done, man. Thực ra đây là một cái đơn hàng đầu tiên của First Line. Và mình rất là hồi hộp, không biết là trong quá trình sau này mình làm nó còn thế nào nữa. Nhưng khi mà các bạn thấy những cái gì mà các bạn xây nên, nó từ những một cái ý tưởng rất là nhỏ, xong nó phát triển đến bây giờ là đơn hàng đầu tiên rồi, thì mình không biết được tương lai là nó sẽ còn như thế nào. Bây giờ đi học nào, sớm nhất luôn. Thật ra là còn 5 phút nữa vào học thôi mà. Đúng là kiểu buổi học đầu tiên các bạn, buổi học đầu tiên của một kỳ học mới. Và hôm nay mình học là gì, quản trị tài chính à? Không biết nó sẽ như thế nào. Thời tiết. Vâng các bạn ạ, tại vì mình biết mình vì sao mình đến sớm mà không ai như vậy rồi các bạn. Mình biết rồi. Tại vì mình vừa mới xem lịch là tuần sau cái lớp này nó mới bắt đầu. Trời ơi, và cái trường của mình ấy, cái pace này ấy, là nó bắt đầu mỗi kỳ học vào thứ tư đầu tiên của kỳ học, và hôm nay thứ ba các bạn ạ. Có nghĩa là hôm nay mình đến trường là mình thấy rất là nhiều học sinh, mình cũng cứ tưởng là chắc là vào học rồi, tại vì tuần này tuần đầu tiên mà. Nhưng mà ai ngờ đấy chỉ là những cái bạn học sinh mới đến. Còn bây giờ của bọn mình, ngày mai nó mới bắt đầu chính thức kỳ học. Chăm chỉ quá. Một ngày dài. Và chào mừng các bạn đến với các phòng bé nhỏ của mình. Tuy là rất đơn sơ, giản dị, rất là bé, nhưng đây mới bước đầu thôi. Chúng ta còn rất nhiều thứ cần phải trang trí nữa. Mới có giường à, giường queen hơi to. Bàn, ghế. Thôi đúng xộn kia, các bạn bỏ qua nhé. Nhưng mà mình rất thích nó có cái backyard. Ê, ra kia nói chuyện. Ôi, mình thề với các bạn luôn là từ hôm thứ bảy mình sang đến giờ, hôm nay là thứ tư rồi. Thứ ba, hôm nay thứ ba rồi. Ba hôm dọn nhà rồi chuyển nhà, mình thề với các bạn là chưa bao giờ đấy kiểu mình stress trong việc chuyển nhà như thế này. Nhưng mà mình cũng ngồi ngẫm lại là một chút, là mình cảm thấy nhá, cái việc mà chuyển nhà mới như thế này nhá,
nó lại cho mình thêm những cái kinh nghiệm sống mới. Nói thật chứ, đây là năm thứ tư mà mình sống ở New York. Thì 3 năm vừa rồi, 2 năm đầu tiên là mình sống ở dorm, là ở trong ký túc xá. Mọi thứ nó đều có sẵn, tất cả mọi thứ nó đều rất là tiện. Mình cũng có giường sẵn, tủ sẵn, bàn ghế sẵn, tất cả mọi thứ đều sẵn. Nhưng chỉ có mua vài thứ như kiểu ga nệm, các thứ đệm đếp, các kiểu lung tung ấy, thì nó rất là dễ. Và mọi thứ thì nó chỉ bất tiện là việc kiểu mình phải sống chung cùng với một roommate nữa ở trong cùng một phòng. Và cả 2 năm đấy á, thì mình có 2 cái kinh nghiệm sống. Một năm mình sống với một bạn nước, năm đầu tiên ấy là mình sống với một bạn người Ấn Độ. Năm thứ 2 thì mình sống với Josh, là cùng một đứa cùng đám mây với mình ấy. Thì đấy là 2 năm cho mình 2 cái kinh nghiệm sống ở trong dorm, ở trong ký túc xá. Đến năm thứ 3 là năm ngoái, là khi mà mình làm cái series First Life cho các bạn ấy, bắt từ bận nguồn bắt đầu ấy, thì là mình sống ở một, gọi là mình tìm được một anh chị người Việt Nam cho thuê lại một cái căn phòng ở trong căn nhà đấy. Và thành ra là tất cả mọi thứ đều cũng là đầy đủ rồi, nhưng mà mình lại trải nghiệm được một cuộc sống mà kiểu đúng là chỉ có mình thôi. Tại vì thực ra là mình ở với anh chủ nhà, nhưng mình không bao giờ nói chuyện với anh chủ nhà, tại vì anh cũng rất là bận đấy. Thì đúng là một kinh nghiệm. Còn đến năm nay thì mình chuyển ra ngoài và thuê một căn nhà hoàn toàn không có gì, hoàn toàn không có gì. Nói chung là kiểu căn nhà, các phòng phía trống trơn tất cả, rồi kể cả cửa sổ, kiểu phải mua rèm các thứ. Nói chung là nó lại cho mình thêm một kinh nghiệm nữa khi mà mình đã chuyển nhà ra sống với thêm 2 người cũng trẻ như mình. Đấy, 2 bạn ấy thì tí mình sẽ cho các bạn gặp sau. Nhưng nếu mà mình nghĩ gọi là tiêu cực thì mình lại kiểu ôi ôi stress đấy nhờ. Thôi hay cứ kiểu quay lại, lúc đầu ấy mình định nghĩ là mình quay lại cái ký túc xá đấy mình ở, nhưng mà mình nghĩ thôi. Nếu mình nghĩ tích cực hơn ấy, nó sẽ cho mình kinh nghiệm sống, kinh nghiệm để trải nghiệm cái việc tìm nhà. Mình thề các bạn ơi, tìm nhà đau đầu dã man, tìm nhà. Mình rất cảm ơn 2 cái bạn cùng nhà của mình. Tại vì khi mình ở Việt Nam ấy, 2 bạn cùng nhà cũng đã giúp mình ở đây tìm rất là nhiều, để có thể tìm ra một cái căn mà cũng vừa tiết kiệm, vừa ưng ý, vừa thuận tiện mọi thứ để mình có thể sinh hoạt ấy. Nó lại cho mình thêm kinh nghiệm là đấy, trong một căn nhà ấy, nó bé như thế ấy, thì mình sẽ phải sắp xếp đồ đạc như thế nào, rồi mình mua đồ đạc ra sao, tất cả các thứ nó đều phải cân bằng ấy. Kể cả wifi hay là điều hòa. Điều hòa bây giờ trong nhà không có, nhưng mà thực ra với thời tiết New York như thế, các bạn thấy New York rất là mát mẻ, rất là thoải mái luôn. Kiểu ngày đầu tiên mình đến cực kỳ thoải mái. Đấy, wifi, mình thề với các bạn là mấy hôm nay không có wifi. Và bọn mình cũng đang trong thời gian qua đợi ngày kỳ nghỉ lễ lao động ấy, ngày lễ National Labor Day. Không phải quốc tế lao động ấy nhé, mà ngày kiểu lao động của Mỹ. Thì qua ngày đấy thì các hoạt động, các service nó mới trở lại, nên thành ra không có wifi ngày hôm nay, kiểu sống như người tối cổ. Và đấy là update một chút về tình hình của mình mới khi ban đầu chuyển qua New York thì như thế nào. Có rất nhiều cái mà chúng ta sẽ trải nghiệm qua với nhau, và có rất nhiều kinh nghiệm mình nghĩ là mình sẽ học được trong khoảng thời gian một năm tới này. Vì thực ra để mà nói mình đợt này mình có những cái suy nghĩ rất là tích cực một chút, là khi mà mình bất kỳ một cái sự kiện gì xảy ra nó sẽ cho mình một cái kinh nghiệm, chứ không phải là mình cứ nghĩ là tiêu cực thế này thế này thế kia, mà mỗi cái vấn đề nó nảy sinh ấy, thì nó sẽ có cái gọi là mình sẽ suy nghĩ những cái tình huống để mình giải quyết những cái tình huống đấy như thế nào, và thực sự nó sẽ cho mình kinh nghiệm ấy, nếu mà chúng ta nghĩ tích cực là như vậy. Nên là mình rất là excited để sống một năm tới với các bạn ấy như thế nào. Chúng ta lại quay lại một bữa sáng hoàn hảo. Cơm này, cơm, bò, rau. Thực ra ấy, vì mình dậy sớm như thế này nó có 2 nguyên nhân. Đầu tiên là mình vẫn còn jet lag. Jet lag là cái triệu chứng thay đổi giờ sinh học ấy. Kiểu khi các bạn ở Việt Nam, các bạn đang sống ở Việt Nam nhé, có nghĩa là bây giờ ở Việt Nam đang là 4-3 giờ chiều, thì ở đây là 3 giờ sáng. Thì cái giờ sinh học của mình nó vẫn đang sống cái giờ như vậy. Nhưng mà thực ra là mấy hôm đầu ấy mình sang mình cũng đã đỡ rồi. Thật ra đỡ đỡ rồi. Nếu mà muốn thức thì mình vẫn thức được muộn hơn, khoảng tầm đến 11 giờ chẳng hạn. Nhưng mà mình biết đấy, tại vì lý do thứ hai đó là sáng nay
mình sẽ phải đi tập buổi sáng sớm vì hôm nay mình học cả ngày liền, nên là nó sẽ rất là khó để mà mình có thể đi tập buổi ngày hôm nay, và đến cái tầm buổi chiều ấy rất là khó để quay cho các bạn. Nên là tối qua khi mà mình thấy kiểu tầm 8:30-9 giờ ấy, mình không có việc gì làm nữa, không phải không có việc gì làm mà kiểu mình cảm thấy lúc đấy là người cũng hơi mệt mệt và mình không muốn làm gì nữa, thì lúc đó mình không trụ nữa và mình đi ngủ luôn để đến tầm đấy 3:00-4:00 ấy mình dậy, mình chuẩn bị nấu ăn này. Bây giờ 3:42 rồi, ăn sáng để cái này khoảng tầm 5:00 chúng ta đi tập là vừa. Và thực ra thì mình trải qua chế độ refit mới được có tầm hôm qua là ngày thứ ba, mình trải qua một chế độ đấy. Hôm nay mới là ngày thứ ba này. Và đấy, chế độ ăn nó cũng chả khác gì những ngày bình thường. Thực ra thì mình có một cái tip muốn dành cho các bạn nhé. Khi mà các bạn ăn những thức ăn nó càng đơn giản cho bụng, có nghĩa là thức ăn đến từ một nguồn này, giống như kiểu là lấy cơm, khoai tây đến từ khoai tây, khoai lang đến từ khoai lang, chứ không phải là kiểu giống như là khoai lang chiên các bạn ăn bim bim ấy. Khoai lang ở trong đấy ấy, nó không chỉ đến từ khoai lang mà nó có rất nhiều các loại hóa chất rồi cũng như gia vị khác nhau trộn vào. Thì khi mà các nguyên liệu nó càng đơn giản, cơ thể chúng ta tiêu hóa càng tốt. Và khi mà chúng ta càng lặp đi lặp lại cái sự tiêu hóa của cái thức ăn đấy, thì cơ thể của chúng ta nó dễ nhận biết hơn, và lúc đấy nó dễ tiêu hóa hơn và hấp thụ tốt hơn cho cơ thể của chúng ta từng macronutrition và micronutrition một. Nên là với những cái bữa này, các bạn cứ nghĩ là không, với thức ăn kiểu lúc búc thì nên ăn những loại pizza rồi thế này thế kia, không, như vậy nó rất là khó cho tiêu hóa và nó dẫn đến cái lượng mà phát sinh rất là nhiều đấy. Nên là refit cũng chẳng khác gì, thực ra là nó không khác gì diet, chỉ ăn nhiều hơn mà thôi. Nên là mình sẽ ăn nhá, xong rồi chúng ta sẽ đi tập với nhau một buổi. Ngày hôm nay mình sẽ voice over hướng dẫn cho các bạn một buổi chest and bike. Chào mừng các bạn đến với buổi tập của chúng ta ngày hôm nay, và lâu lắm rồi chúng ta không voice over với nhau. Đến cái buổi tập ngày hôm nay nhá, mình muốn nói trước với tất cả các bạn là những cái số hiệp, số set, số reps mà mình nói đấy là working set, có nghĩa là hiệp tập chính. Còn trước khi đến với những hiệp tập chính, tập nặng như thế, thì chúng ta phải có một vài hiệp warm up ấy, khởi động để chúng ta làm quen với mức tạ, và cũng như là chúng ta cho cơ thể nó quen với cái chuyển động đó đi. Và với bài đầu tiên của chúng ta ấy, nó sẽ là bài seated cup fly. Ở đây thì các bạn vẫn nhớ là mình hay dùng cái còng ấy, đây là gọi là ankle cuff, mà dùng các bạn nữ hay dùng để tập mông ấy, mà buộc vào cổ chân ấy, thì các bạn có thể mua cái dụng cụ đấy, hoặc là những cái phòng tập nào nó có sẵn thiết bị dụng cụ đấy thì các bạn có thể dùng. Tại vì với cái bài tập này, nếu các bạn dùng cái cuff này, một là các bạn tập được nặng hơn, thứ hai các bạn sẽ tránh được những cái gọi là chấn thương hoặc là những cái áp lực nó dồn lên cái khớp của chúng ta, và như vậy chúng ta sẽ tăng được cái volume dành cho cái phần cơ mà chúng ta cần tập, đặc biệt là cơ ngực của chúng ta, đúng không? Và với bài đầu tiên của chúng ta, mình sẽ tập 2 hiệp. Một hiệp đầu là 6-10 reps và khá là nặng, mình phải nói hôm đấy là mình tập khá là nặng. Và hiệp thứ hai của mình nó sẽ là 10-15 reps. Và các bạn có thể thấy là sau khi hiệp đầu mình khởi động là mình đến hiệp thứ hai và hiệp thứ ba của mình là 2 hiệp chính nhá. Thực ra là mình khởi động tận mấy hiệp liền, 3-4 hiệp liền, tại vì bài đầu tiên của ngày hôm nay nên là mình muốn cơ thể nó thực sự nóng lên và cũng như quen dần với các chuyển động này đi. Mình muốn các bạn chú ý là khi các bạn tập những cái bài tập đấy thì cái chuyển động, cái đường đi của cái chuyển động của các bạn nó nên đi theo chiều của các sợi cơ, thớ cơ. Ví dụ như khi mà mình đang để góc ngang này, các bạn thấy mình tập phần ngực ấy, thì đấy là cái đoạn cơ mà mình muốn nhắm đến là phần giữa, và mình sẽ cố gắng set up làm sao cho cái đường đi ấy, cái đường chuyển động ấy, nó sẽ đi theo hướng song song hoặc là đi theo cái phương của cái sợi cơ nó hướng đến. Nên là khi các bạn tập đúng cái phương như thế ấy, các bạn sẽ cảm thấy cơ gồng hơn, tốt hơn rất là nhiều. Và đặc biệt mình muốn các bạn chú ý là trong suốt cả buổi tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ luôn luôn áp dụng cái cách tập là chúng ta xuống thật là chậm trong vòng 3 giây, ít nhất là 3 giây cho mình. Các bạn xuống đến 1, 2, 3, xong lên các bạn thật là gồng lên, nên nặng, nhưng mà nặng với cái mức độ các bạn có thể kiểm soát và tập đủ số rep mà mình đã đưa cho các bạn. Bài thứ hai của chúng ta sẽ quay trở lại với bài incline dumbbell press. Và với cái mục tiêu trong thời gian tới, tại vì khi mà mình muốn nhắm đến xây dựng cái phần ngực trên của mình, thì đương nhiên đây là một bài tập không thể thiếu. Và với bài tập này mình muốn nhắm đến thêm cái mục tiêu nữa mà mình muốn thực hiện trong thời gian này, khi mà mình tập trung vào cái mục tiêu là bodybuilding, tập trung xây dựng cơ bắp, đó là mình muốn xuống chậm như mà mình nói với các bạn. Nhưng mà thực sự là sau khi mình khởi động 1-2 hiệp
thì mình khá là tự tin để mà có thể tập lên thêm ấy. Nhưng mà khi mà mình chọn mức tạ đầu tiên của mình là 85 pounds, ok, mình thực hiện được 6 reps là cái ngưỡng ít nhất của cái hiệp đầu là từ 6 đến 10 reps đúng không? Nhưng mà 6 reps này ấy, mình cảm thấy là nó không được trọn vẹn vì chỉ được 2-3 reps đầu là mình xuống khá là chậm. Những cái reps sau mình xuống khá là nhanh. Và cái này là một cái mình không muốn, tại vì mình muốn cơ mình chịu đựng hơn chứ không phải là mình dùng quá tạ quá nặng để đẩy cái áp lượng như thế. Và để sang hiệp thứ hai của mình thì mình tập với mức là 75 pounds, và thực sự thì đúng là kiểu nó cũng nặng nhưng mà nó không phải là những cái gì mình muốn. Có nghĩa là mình muốn ở đây là mình cho cơ nó chịu đựng áp lực nhiều hơn trong cái quá trình mà mình đi eccentric xuống, là khi mà cho cơ chịu lực trong quá trình mà bạn giữ tạ chậm trả xuống ấy, thì lúc đấy nó sẽ làm việc nhiều hơn rất là nhiều. Ở incline dumbbell press này chúng ta sẽ có hiệp đầu là 6 đến 10 reps, hiệp 2 là 10 đến 15 reps, và mình sẽ nhớ luôn là đấy, mức tạ 85 pounds thì nó là xuống nặng rồi, thì tuần sau mình sẽ có khi mình sẽ phải giảm xuống 80 hoặc là 75 pounds. Bài thứ 3 cũng là bài cuối cho ngực ấy. Thực sự là mình chỉ cần các bạn tập đúng hai cái bài kia và đúng những cái áp lực mà các bạn chọn được cái mức tạ đúng ấy, thì thực sự cơ ngực rất là cháy rồi. Còn bài cuối cùng này mình sẽ tập trung vào dồn bơm hết máu vào cái phần cơ ngực của chúng ta bằng bài là seated pec deck. Và với seated pec deck này chúng ta sẽ tập 3 hiệp. Sorry các bạn, cái cửa. Seated pec deck này chúng ta sẽ tập 3 hiệp nhá. Mỗi hiệp tập từ 8 đến 12 reps cho mình, và cũng tương tự thôi, tập trung chất lượng của từng reps một, chọn cái mức tạ mà các bạn có thể lên và các bạn gồng, các bạn cảm thấy cơ ngực các bạn cuộn lại, xong rồi khi mà bạn trả về các bạn giữ được nó và dành cho cái cơ ngực nó chịu áp lực đấy, chứ không phải là dành cho các nhóm cơ khác các bạn lại dùng tay hay là các bạn lại cúi người ra về phía trước để có thể giảm cái áp lực đi. Không, hãy chọn mức tạ các bạn có thể thực sự tập luyện cho đúng cái nhóm cơ ngực, tạo đúng cái áp lực cho nó. Và rồi chúng ta sẽ sang với nhóm cơ lưng sộ. Nó sẽ là bài chest supported machine row. Tại vì khi mà chúng ta đã tập với nhóm cơ ngực ở đầu tiên rồi, nên cái sức của chúng ta nó cũng đã mất đi một phần, nên chúng ta sẽ tập trung vào những bài tập nào mà chúng ta có thể dồn máu vào cái nhóm cơ lưng nó nhiều nhất, và tránh cái tình trạng cơ thể nó bị taxing quá là nhiều. Có nghĩa là chịu quá là nhiều áp lực cho lên cái thần kinh của chúng ta này, là những cái bài những compound nhiều hơn. Thì với chest supported machine row ấy, chúng ta cũng tập cho mình hiệp đầu 6 đến 10 reps, hiệp 2 là 10 đến 15 reps. Và với cái bài chest supported machine row, các bạn có thể tập với máy, hay là nếu các bạn không có máy, các bạn có thể set up là một cái thanh, một cái ghế, xong rồi các bạn sẽ set up cho mình là các bạn cầm một cái cable ở một cái dòng dọc ấy. Đấy, khi mà các bạn set up một cái ghế ở trước một cái dòng dọc như thế và cố gắng làm sao set up cái tay cầm ấy là nó ở độ rộng trung bình, nó khoảng tầm khoảng bằng vai mà thôi, hơi rộng hơn vai một chút thôi, đừng rộng quá, tại vì mình muốn các bạn là kéo, các bạn cố gắng dùng cái cùi chỏ nha, kéo nó thật là sâu về, sâu đến mức mà các bạn cảm nhận như là gồng được cái cơ xô mà cái người nó vẫn giữ ấy. Các bạn có thể thấy là mình khi mà mình dựa vào cái tấm đệm này nhá, cái người mình, các bạn có thể thấy thân trên nó hơi di chuyển, nó kể di chuyển về và di chuyển đi theo cái máy để nó có thể giãn tối đa và đi hơi kéo về để nó có thể gồng căng nhất, nhưng mà cái phần thân dưới của mình vẫn giữ nguyên, và như vậy nó sẽ cho phép là cái cơ xô của mình được co và giãn tối đa nhất. Thì như vậy chúng ta sẽ kéo được nhiều máu vào cái cơ xô nhất có thể. Và nhớ nhá, nguyên tắc là 3 giây trả về, cố gắng trả thật là chậm cho nó căng, càng càng tốt. Không sao hết nếu các bạn hơi cong cái phần thân trên ở lúc mà trả về điểm xa nhất ấy. Đấy là tác dụng là chúng ta muốn là cơ của chúng ta được kéo căng nhất, để rồi khi mà chúng ta kéo vào là nó sẽ gồng căng nhất. Bài thứ hai ấy, chúng ta sẽ tập với lat pull down, nhưng mà có một chút khác biệt, đó là mình sẽ nối thêm hai cái tay cầm hay nắm cầm hình chữ D này. Cái tác dụng của nó ấy, nó sẽ giúp cho cổ tay của chúng ta có thể xoay vào một chút khi mà chúng ta kéo xuống dưới ấy. Nó cho phép cơ xô nó gồng căng nhất, tại vì khi mà bàn tay của chúng ta nó chỉ hơi quay một chút thôi, cái góc độ hơi khác một chút thôi, thì cái cùi chỏ chúng ta sẽ đi sâu xuống hơn và cái người chúng ta sẽ gồng tốt hơn rất là nhiều cái phần cơ xô ấy. Và tương tự trả về thật là chậm cho mình, hai hiệp 6 đến 10 reps và 10 đến 15 reps. Và mình quên mất là không nói với các bạn là kể cả từ bài trước và bài này, chúng ta sẽ áp dụng cách tập là rest ball ở mỗi hiệp. Rest ball là mình đã nói với các bạn từ trước rồi, có nghĩa là ví dụ các bạn thực hiện 6 đến 10 rep chest xong, các bạn nghỉ 10 đến 15 giây cho mình và các bạn tập tiếp cùng mức tạ đến chết cho mình. Đấy là mới kết thúc một hiệp nhá. Xong rồi đấy, mỗi hiệp chúng ta làm như vậy cho mình. Sau khi xong mà hai bài nó thực sự là bơm khá là nhiều máu vào, thì chúng ta sẽ sang một bài nó gọi là hơi compound một chút, hơi spice loading ở. Và với dumbbell row này, khi mà các bạn tập, mình thấy đa phần các bạn bị sai ở điểm là, một là các bạn lên cùi chỏ quá là cao không cần thiết, tại vì các bạn phải biết là cơ thể của chúng ta ấy, nó sẽ có gọi là khoảng chuyển động
active range of motion ấy, có nghĩa là khoảng chuyển động mà nó thực sự làm cho cơ gồng tốt nhất. Còn khi mà các bạn đi quá khoảng chuyển động đấy, các bạn ví dụ các bạn thử kéo cái cùi chỏ lên quá cao khi bạn thực hiện cái chuyển động dumbbell row này, các bạn sẽ không cảm thấy cái xô của bạn có thể gồng căng nhất. Có nhưng mà có một cái điểm thì các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn kéo cùi chỏ lên cái điểm đấy, cơ xô nó sẽ được gồng căng nhất, thì các bạn dừng ở điểm đấy thôi cho mình và trả chậm chậm về. Có một cái tips, nếu các bạn chưa biết được cái điểm đấy là điểm nào thì có thể cầm lấy những cục tạ nhẹ thôi và kéo chậm thôi, kéo từ từ lên, và cùng lúc đó cảm nhận cái phần cơ xô, cũng như là nhớ phải giữ được hai xương bả vai nó kéo vào nhau ấy. Kiểu như vậy nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta nó vững hơn và an toàn hơn. Và ở đây thì chúng ta cũng tập là 2 hiệp, mỗi hiệp là 6 đến 10 reps, và hiệp thứ hai là 10 đến 15 reps. Và chúng ta sẽ không có cái tập rest ball ở cái bài tập này, nhưng mà phải chắc chắn cho mình là số tạ, số reps các bạn tập chọn đúng mức tạ đấy và chọn đúng cái áp lực đấy thì thực sự các bạn sẽ cảm thấy rất là nhiều. Và bài cuối cùng của chúng ta nó sẽ là bài rope pullover 2 hiệp. Nhưng mà 2 hiệp này chúng ta sẽ tập rất là nhiều rep. Hiệp đầu là 10 đến 15 reps và hiệp thứ hai là 15 đến 20 reps. Tại vì bài này là bài cuối rồi, và bài này chúng ta sẽ nhắm đến là bơm máu vào cái cơ nó nhiều hơn, nên là số reps của chúng ta sẽ nhiều hơn và số tạ nó sẽ ít đi một chút, và chúng ta sẽ tập trung lại vào cái form hơn một chút. Và cái bài này mình muốn chú ý, một chú ý cho các bạn là khi mà tập bài này ấy, mình sẽ tập không hết ROMs. Tại vì cái mục tiêu của chúng ta là ở đây bơm máu vào cơ hơn rất là nhiều, nên là mình sẽ không trả hết về, không trả quá xa, mà là mình chỉ trả khoảng tầm 1/2 ROM hoặc là đến 3/4 ROM, và mình kéo lại để nó gồng thật là chặt. Như vậy chúng ta sẽ tối đa hóa là cái phần mà chúng ta bơm máu vào cơ để nó thực sự nó đốt cơ rất là nhiều. Nên là đây là bài tập cuối cùng, và các bạn cứ thử áp dụng cái technique đấy đi. Mà hôm thực sự là mình ngày trước mình cũng nghĩ là không biết cái tập này có hiệu quả không, nhưng mà phải có hiệu quả hay không ấy thì các bạn phải tự trải nghiệm các bạn mới biết được. Nên là nếu các bạn muốn một cái gì đó mới thì đây là một cái gọi là gợi ý của mình cho các bạn. Nên là mình rất hy vọng các bạn thích cái bài tập ngày hôm nay, và nếu các bạn thích cho mình một like nhá. Một ngày mưa ở New York, chúng ta lại quay trở lại thời gian mà chúng ta luôn luôn nói chuyện với nhau một mình luôn. Thì trong từ cái hôm mà mình thi đấu ấy đến hai hôm sau đó là hai hôm mà cho bản thân mình thoải mái một chút. Thực ra là hôm đấy là kiểu mình phải đi di chuyển rất là nhiều từ Sài Gòn vào Đà Nẵng các kiểu, và đấy, mình cho bản thân mình 2 ngày off. Và sau 2 ngày đấy mỗi ngày mình tăng 2 cân, cái ngày thi đấu là mình 64 cân nhá, và đến sau 2 ngày đấy mỗi ngày mình tăng 2 cân là mình tăng lên 68 cân. Nhưng mà ngay sau đấy ấy, thì mình quyết định là mình vẫn muốn kiểu làm sao không muốn cho nó tăng lên quá là nhiều. Nên lúc đấy mình vẫn cố gắng mình tập trong cái khoảng thời gian mà mình đi du lịch. Mình đi du lịch ở Hội An, Đà Nẵng khoảng tầm 4-5 ngày gì đấy. Và trong các ngày đấy mình đều đi tập, đều hoàn thành cardio dựa trên cái plan mà coach mình đưa. Và trong thời gian đấy thì cân nặng nó giữ y nguyên như vậy. Và khi mà mình về Thanh Hóa, về mình không làm vlog cho các bạn, nhưng mà trong thời gian đấy mình cũng đi tập rất là nhiều, là 2 ngày tập 1 ngày nghỉ, và đều có cardio ở trong đấy, và mình đều làm những cái gì mà George đưa ra. Nhưng khi mà mình đã chế độ ăn diet khoảng tầm 3 tháng và 3 tháng hè mình về mình không ăn với gia đình, không ăn với bạn bè, không ăn, nói chung là mình từ chối tất cả mọi người, thì mình muốn dành cái thời gian còn lại đấy mình sẽ đền bù cho họ bằng cách là mình sẽ đi ăn với họ, thậm chí là có thể để là chiêu đãi họ thế này thế kia, để làm sao mình lấy lại cái tinh thần cho mọi người ấy, và mình để cho mọi người biết rằng là khi mình đã có mục tiêu như thế thì mọi người đã thông cảm cho mình, và khi mà mình đã xong cái công chuyện của mình thì mình quay lại mình đến gọi là bù đắp tình cảm cho họ luôn, dùng từ bù đắp tình cảm cho họ. Thì những cái ngày đấy, mà những cái ngày nào mà mình đi ăn ấy, thì ok mình không thể track được cái đấy, mình không thể track được, và mình sẽ bỏ khỏi đầu thôi, mình không suy nghĩ nhiều gì cả, tại vì mình xác định là đấy là cái thời gian mà mình đặt mục tiêu ra là mình bù đắp lại cho họ những cái tình cảm cả 3 tháng hè mình không làm được thì cái thời gian đấy. Và về cái việc tập luyện ấy, để làm sao nó có thể đạt được hiệu quả tốt nhất ấy, thì đương nhiên là nó phải track macro từng tí một, đặc biệt là cái reverse diet. Reverse diet là một chế độ ăn ngược lại với diet khi các bạn muốn sit bình thường ấy. Và khi reverse diet như thế mà các bạn không thể follow như thế thì đương nhiên nó không có được một kết quả tốt nhất. Giống như khi mà các bạn hay hỏi mình là có tăng cơ giảm mỡ cùng một lúc được không? Được, nhưng mà nó ở ngưỡng nào?
đương nhiên là khi lúc các bạn tăng cơ trong quá trình các bạn giảm mỡ, đấy là dành cho những người mới tập, và kể cả những người mới tập đi chăng nữa thì cái sự tăng cơ đấy nó không đạt được hiệu quả cao nhất như khi các bạn chỉ tập trung vào quá trình bulking xây cơ mà thôi. Nên là cái chế độ reverse layer của mình, nên là trong cả thời gian đấy mình chỉ giữ khoảng tầm 68 và thậm chí nó lên 69 một chút thì mình không sao, mình rất là thoải mái. Kể cả khi sang đây thì như các bạn thấy rồi đấy, hôm đấy là 69.5 đúng không, nhưng mà thực ra là mình đã tăng lên tầm 71 và mình xuất phát được cái chế độ reverse layer ở đấy được khoảng tầm được 3 ngày. 3 ngày và hôm mà mình quay video cho các bạn là ngày 69.5 cân. Trong mấy hôm nay mình có suy nghĩ ấy, tại vì thực ra khi mà mình nhìn lại cái body của mình sau bao nhiêu ngày như thế và mình không có abs nữa, mình không múi nữa, múi không rõ nữa, không xiên nữa, thì là mình rất là suy ngẫm là đấy, mình có nên không phải mình có nên siết tiếp, mà là cái mong muốn ấy giữ được cái 6 múi nó vẫn trỗi dậy, nó vẫn hằng có ở một cái nào đó trong tiềm thức của mình. Giống hệt như năm ngoái khi mà mình cũng xảy ra trường hợp tương tự như vậy và mình cũng đã lại siết xuống. Nhưng mà cái siết xuống đấy nó không đem lại một cái chút hiệu quả nào. Và chúng ta nên tập trung vào cái mục tiêu xa hơn là cái mục tiêu bulking. Chứ còn nếu mà khi mà chúng ta chỉ tập trung vào những cái ham muốn ngắn hạn ấy, từ đấy mình cảm thấy là mình muốn tập trung vào những cái ham muốn ngắn hạn, là kiểu mình muốn siết xuống để xem nó như thế nào, siết xuống một thật sự một lần. Nhưng mà thực ra đúng lúc đấy là sai lầm của mình, và năm nay mình quyết tâm mình không phạm vào sai lầm đấy nữa, mà mình sẽ không siết xuống nữa, mà mình sẽ tập trung mục tiêu dài hạn từ giờ đến hết năm 2020. Mình như mình nói với các bạn thôi, 2 năm mình chỉ tập trung vào quá trình bulking. Cái giai đoạn bây giờ ấy nó sẽ là giai đoạn phục hồi, không quan tâm có 6 múi hay không nữa, nhưng mà mình vẫn giữ cái chế độ, mình cố gắng follow gần chính xác nhất cái chế độ của coach đưa cho mình càng tốt. Và thậm chí ấy, cái chế độ ăn bây giờ reverse diet của mình nó không quá là thấp để mà mình gọi là phải là khắt khe. Macro của mình bây giờ là vào ngày 2 carb dành cho ngày tập là 160g protein, 400g carb và 50g fat. Còn với ngày nghỉ là ngày low carb thì sẽ là 160g protein, có 200g carb thôi nhưng mà 80g fat liền. Nên thành ra nó không phải là một con số nó quá là khó khăn, và mình cảm thấy mình có thể duy trì được. Và mình xác định cái mục tiêu trong đầu của mình là cái gì nó đáng để mình có thể hy sinh. Hy sinh ở đây không phải là hy sinh bản thân của bạn, mà hy sinh những cái mục tiêu ngắn hạn cho những cái mục tiêu dài hạn hơn. Tại vì thực ra nếu mình chỉ nghĩ ngắn hạn là mình nghĩ ui, mình làm YouTube, mình làm social media, làm influencer thế này thế kia, thì ở trên ảnh nó phải 6 múi thế này thế kia, nên là phải cố gắng giữ 6 múi mỗi năm. Nhưng mà không, thực ra là đây là bản thân mình muốn tạo ra những cái gì tốt nhất cho cái quá trình xây dựng cơ bắp của mình. Ngoài cái việc nền móng là mình xây dựng cơ bắp của mình ra, xây dựng những cái gì tốt cho bản thân ra. Và nếu mình có thể giúp được thêm các bạn gì bằng cách là cho các bạn xem thêm video quá trình xây cơ như thế nào, rồi đưa ra những video kiến thức như thế nào, thì lúc đấy mình vẫn có làm thêm, chứ mình không thể nào hy sinh để chỉ làm những cái mục tiêu ngắn hạn thế được. Nên là đấy là những cái gì tóm tắt mà cái quá trình mà mình trải qua trong từ hôm mà chúng ta gặp nhau lần cuối rồi, hôm thi đấu. Và sẽ có rất nhiều dự định mà mình sẽ làm cho với các bạn, nhưng mà mình sẽ chưa plan hết được, chưa nói hết với các bạn được, chưa thông báo hết với tất cả các bạn được. Nhưng mà đây là một video mới chỉ update cho các bạn tình hình này đây. Thế là sang đây bàn học còn chưa có gì luôn á. Và sau tuần, à không, thực ra các bạn đang xem video này rồi, thì trong tuần này chúng ta sẽ có một video cực kỳ đặc biệt. Chúng ta sẽ đi sang tham dự sự kiện Mr. Olympia cùng với một influencer nữa, một YouTuber nữa. Đấy là ai? Hãy đón xem video sau nhé. Đừng quên cho mình like và subscribe. À, bây giờ chúng ta sẽ sang với phần hướng dẫn chọn cỡ, kích cỡ, sizing guide. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ui, rất vui khi được gặp lại các bạn.